Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tập 2 của cái tựa game Minecraft. Và ngày hôm nay thì trước khi vào game, mình sẽ giới thiệu các bạn một cái skin mới. Đây là skin Iron Man. Mình mỗi ngày một skin cho các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cày với team mình, cũng như là anh Phương Game Upline. Và một thành viên mới là thằng Bảo cho các bạn. Nó để có tên là Bảo Evolu. Evolu. Không có sàn nghe phèn quá tên sang nó đọc nghe phèn quá. Bảo Evolu rồi phải ơi. Bảo Evulé. Evulé. Ok các bạn ơi, trong tập rồi thì mình với anh Phương cũng đã cùng nhau cày ra được một bộ giáp sắt cho các bạn, đầy đủ full bộ rồi. Thì ngày hôm nay là team mình quyết định là sẽ cố gắng cày được một bộ kim cương nha anh Phương. Okay. Mỗi người bỏ kim cương đúng không? Mỗi người bỏ kim cương. Quá ghê càng quá vậy. Càng, nói chung là mỗi người bỏ kim cương, nếu mà không được thì cứ cho anh với anh Phương này cũng được rồi. Không, mà trước tiên giờ anh em mình kiếm thật nhiều đồ ăn đi anh ạ. Đồ ăn đúng không? Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ chắc đi lên trên đi em ơi, ở dưới này. Đi hướng này, đi hướng này anh quý ơi. Mình từ bỏ cái khu vực này đi em ơi. Khu vực tối tăm mù mịt quá. Có zombie chứ em rồi. Quay. Thang máy à? Đúng rồi, mình đi lên. Mày có ai xây không? Mình xây không? Ê, gớt. Rồi thôi xong bà đó rồi, té thằng máy rồi. Đưa anh lên em ơi. Chết rồi, ơi, nhưng mà đồ anh bị gớt ở dưới rồi, sao vậy? Chứ như là, ôi sao tự nhiên mất máu rồi ta? Nhưng dưới vậy anh, đi lùi vậy anh. Đâu, chỗ nào đâu? Ủa sao đồ gì trong này nhóc chân vậy, đồ có ai vậy ta? Ủa chỗ nào Tiến? Ai da, ai da, ôi da. Ôi sao có con ma đây nữa vậy? Nào con quỷ, đi ra chỗ khác. Đi. Ở đây hả? Đưa anh lên Tiến ơi, để con ma nó bắt anh Tiến ơi. Tiến ơi, đưa anh lên Tiến ơi. Chịu. Con ma nó... Được, ai đưa lên được. Ê, ra xuống nữa rồi. Ôi, đồ anh mất tiêu hết rồi, đồ anh nào thôi. Đây là đồ anh, em giữ nè. Anh gớt chỗ hết rồi hả? Anh gớt xuống cái chỗ nước đó, em bơi xuống anh lụm nè. Rồi như vậy là team mình đã lên được trên mặt đất rồi. Ơi sắm xét kìa. Con ma. Con nào bắt hiếu với bà má vô. Con ma. Vừa nói xong rồi đánh với. Bà bắt hiếu với bà má đúng không? Đúng rồi. Vừa nói xong rồi đánh. Ai da. Ôi đông quá, đông quá, chạy cứu anh. Leo ơi. Ở đâu? Mày hả mày? À con luôn leo anh đi. Đây. 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 Đó là mọi người. Dạ. Tập trung qua bên đồi núi bên kia đi. Giờ qua kia đúng không? Đúng rồi, qua kia. Hình như là nước mình nhảy từ trên xuống không chết đúng không? Không anh ơi. Anh ta mới gõ nè. Bắt được hàng cá ăn quá. Bắt cá hả? Nghe thảm dữ. Em đã đến chỗ mọi người rồi. Sao rồi anh Phương? Ôi giật thẳng đấy anh ơi. Ôi ơi. Quỷ thấy hàng này sao quỷ? Ẩu. Té. Ui. Ủa nhảy xuống được à? Bắn hồ anh như vậy. Bắt trước. Rồi gì đâu luôn rồi. Ok kìa anh Phương chết lại. Đó rồi kìa, kéo lại coi. Anh nhảy xuống nước á. Ẩu. Là sao mà biết nước rồi nhảy trời. Anh canh ngay cái luồng nước anh quý là nhảy xuống không bị chết. Đồ anh mắc hết rồi. Rồi thôi xong bà rồi. Rồi bây giờ đồ em bây giờ sao trời. Dụng cụ hết trơn luôn. Em không còn đồ, không còn gì luôn anh ơi. Nghe nè, anh em nghe. Trên đây có giang lan. Đâu. Lên kế bên luôn, anh em ra đi. Ui, cuối cùng nó đã đến được khu dân làng rồi. Ủa cái này còn gì nữa đâu, còn nhà không mà. Nè tập trung nè, chế phát giường cho anh em nè. Nhưng mà thôi có nhà này mình dùng đỡ đi anh Phương. Khỏi cần xây nhà nữa. Mà, nhà của người ta em ở công an bắt rồi sao. Không, em đuổi người ta ra. Nè giường nè, giường nè. Ủa cái giường nó vậy nè, cứ mà anh em mình kiếm cái khu nào đó xây một cái nhà lớn anh em mình ở tạm đi, nó thiệt á. Rồi xong rồi đồ đạc cái mình farm mình bỏ vô trong cái nhà đó. Kìa tiếng nghịch ngủ. Nhưng mà mình cũng đi tùm lum hết à anh ơi. Chậm tay rồi. Chứ không lẽ đi lê khơi gì hoài không? Thì bởi em mới nói là ở tạm nhà của người dân này đỡ đi rồi mình đi farm kim cương các thứ. Xuống đây mặn mấy con này anh Phương ơi. Bắt gà anh Phương ơi.
Mang đây để anh làm cái kiếm coi. Ok, mình sẽ đi farm kiếm thịt nha các bạn. Đây rồi. Đâu rồi, mọi người rồi. Đứng lại bạn ơi. Chạy đi đâu? Ủa đâu hết rồi. Đi dạ, đâu? Là mình tìm một cái khu nào siêu đẹp á, mình cấp nhà luôn. Giờ xong có nhiều là đi làm quăng như vai á. Rồi từ từ rồi tập trung đi, tập trung đi. Khách sạn nha. Mày trước tiên tập trung đi. Đang cắt nhà ở đây đi, cắt nhà gần bờ hồ nè. Cũng nhìn veo đẹp á. Rồi đi nè. Bờ hồ này đi nè. Cũng xây ở đây đúng không? Đây nhỏ xíu. Mày bờ hồ được. Đâu xây chỗ nào đâu? Xây bờ hồ hoặc là xây bên bên cái đồi núi bên kia. Bây giờ là cắt nhà nhà chung đúng không? Nhà chung rồi. Rồi, thế thì mọi người đi farm đá đi. Em lắp đi, em lắp đi Nancy, em lắp cho nó phẳng bự bự ra đi Nancy. Nè nè, đất nè, đất nè. Đó, em lắp. Ủa, quay quay lại nha anh em, đâu mất đi chân trời. Đang dòng đầm ở khu này không à. Đi khám phá địa hình địa lý. Mình với Nancy sẽ làm nền móng cho cái khu này nha các bạn. Rồi, xây nhà khu này đúng không? Đúng rồi anh. Đi kiếm đất đi à, kiếm đá đi anh. Rồi, quý xây đây với Nancy nha. Không, xây bằng gỗ đi anh, cho đẹp. Nhà bằng gỗ à? Mình làm tường bằng đá đi, mình làm mái bằng gỗ em. Không vừa gỗ mà vừa đá. Quái lên, được luôn à. Đây, đây, đây. Là mình xây xen kẽ hay là sao? Đây, cho em đi, để em xây khung cho. Nào. Đây, Nancy sẽ xây dựng cột thì bằng gỗ, còn tường thì bằng đá nha các bạn. Ây da, ớ, con quỷ này, dám quýnh kỹ sư. Hi. Ây da. Chết luôn rồi, chết kỹ sư luôn rồi. Chết đi. Rồi cái này là mình xây cao đúng không em? Đúng rồi. Ê. Đây bắt đầu là tới thợ hồ vô nè. Đó. Quá đỉnh. Ở đó anh đặt đuốc vòng vòng nữa. Ok anh. Nên em xây đi. Thì em bảo đi kiếm kim cương bảo. Thôi anh ơi em. Em bảo vô có đồ sắt kìa. Em đang tu đồ sắt. Mọi người lót sàn gỗ anh lót chưa? Lót sàn gỗ cũng được nữa anh, cho nó mát anh ơi, với cách điện anh ơi. Đây cho nên anh sẽ làm một cái đường bằng cục đá khác nha. Đá mọi người. Tạo cái lớp đất này lát sàn gỗ luôn. Rồi. Xây nhà vuông nhất vậy. Thì nhà vuông chứ, không lẽ làm nhà tròn. Nè, nè, đá. Đâu đâu đá đâu đá đâu đá đâu. Nè nè, trong nhà, trong nhà. Nhà. Đâu đâu. Nhà này sao giống bên ARK quá. Đừng quen. Rồi, mình sẽ xây chỗ này nữa cho nó lắp cái lỗ này lại. Ôi mình không trừ cửa sổ luôn ta. Wow, anh Phương ở trong này gọi là lắp sàn các thứ rồi nè. Đẹp không? Đẹp anh ơi. Lắp sàn gỗ là hơi bị đỉnh luôn á. Ê, em lựa cái chỗ của em nằm trước, em nằm giữa nhà nha. Em nằm giữa đây, đó. Rồi, em giờ, em giờ, em giờ. Mọi người cứ làm đi em, nằm em coi. Mọi người làm đi em, nằm em coi. Bỏ giường ở đây anh Phương. Anh muốn nằm kế em không? Anh để giường kế bên. Thôi trời sáng anh nằm chi nữa anh. Trời sáng đến nơi rồi. Ê, sau một đêm thì team mình đã có được một cái căn nhà rồi nha các bạn. Đây hạnh quả đi các bạn. Ngôi nhà vuông. Vô anh Phương ơi, có cửa tự động nữa. Chưa có nóc, chưa có nhà chưa có nóc các bạn. Đi đi đi. Khổ thân được chứ. Anh làm ruộng ở phía trước nha. Đâu anh làm gì cho em làm với. Anh Phương anh qua đây. Đi lấy hoa à. Đi. Không có đồ. Nè đấm đấm mấy cái cỏ này nè quý, đấm mấy cái cỏ này sẽ có hạt giống nè quý. À dạ. Rồi. Lấy cỏ đúng không? Giờ đi, giờ anh em farm đi để em xây một cái nhà chung thật là đẹp. Thì đấy nhà chung đã có rồi, em là em sửa thôi. Không bảo. Không, giờ sửa không đẹp luôn anh hiểu không? Phù hồng kìa. Sửa cho em sửa cho nó siêu siêu đẹp. Đi đâu? Phù hồng. À giờ ra phân công đi, lên phân công cho. Giờ là thằng
farm chủ rất là. À, để anh làm leader nha. Leader. À, xây bên này luôn à? À, rồi bắt cái cầu qua kia à? Đúng rồi. Nhà bên kia thì leo nó ra đây ở riêng bên đây các bạn. Các bạn thấy không? Nhà tổ bên đây nè. Những bên này là nhà thờ tổ nha các bạn. Nhà tổ đây quý xây sao không ai dám ở luôn. Sau kỳ công xây nhà bên kia sau giờ là anh em mới quyết định là bỏ nhà các bạn. Thiếu đang đi. Ok anh Phương. Vậy anh đang làm một cái gì nè, sầu ruộng của mày này nè. Ủa sao làm dưới nước à? Anh làm đường cho mấy con quỷ cách quốc à. Cái gà nó đi đường cách quốc luôn à. Nó té dưới nó thành ma da á quý. Dạ. Ma da. Ôi chết 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 chết. Lên lên lên. Đã thành ma rồi mà còn biến hình thành ma da nữa. Xây không? Rồi ra em còn 2 cục nè, em xây cho. Nè nè. Rồi. Không không, đừng xây clip mình xây ở giữa hồ luôn á nè. Quăng luôn. Dạ. Xây giữa hồ hả? Anh né cái đối diện nhà ra anh Phương. Cầu thì giờ chỉ công việc thôi. Giờ lấy cái cuốc ra đập á anh. Đúng rồi, cái cuốc. Em có cái cuốc đâu. Thầm ơi. Còn cuốc nào không cho em coi giống không? Có. Giống nè. Giờ trồng vô thôi đúng không? Ờ rồi bạn. Thôi. Hả? Không phải cái đó. Ủa? Nãy gì? Giống, hạt giống nè, hạt giống này nè. Đây, đưa hết đá đây. À, cái này là trong cái cỏ đúng không? Đúng rồi. À. Ê, giờ tới mình sẽ trồng hạt giống, gieo mầm, cuốc mạ. Hạt giống vô biên nữa không? Ui, chín rồi, chín rồi. Đâu đây nhờ? Để em xuống em thu hoạch với. Bảo, đi nhầm vô cái hang qua đình không đấy Bảo? Không. Thu hoạch thôi. Thu hoạch là nó có cái hạt giống đó quý, trồng lại quý. Ok anh, vụ mùa bội thu các bạn ơi. Đây mình sẽ có được lúa mì các bạn. Bây giờ lấy hạt giống là mình trồng lại một lần nữa. Đã có lương thực rồi các bạn. Ê quý cái nhà tổ đó không ai ở, anh dụ con bò vô cho nó ở quý. Được không? Anh dùng bò luôn à. Cái này là nhà thờ rồi đó, nhà thờ tổ. Nó nhà tổ không nhà thờ tổ. Em vô đem ngủ dùng quán bò anh dụ nó vô à. Dạ em con 4 con luôn nè. Đâu? Nè. Đưa cho nó là nó dễ anh. Cầm trên tay vậy nè, cầm trên tay đây gần nữa. Kệ con đây, con kìa con. Em dụ nó. Nào bò. Tao có cái nhà đẹp lắm đi bò. Em gà ơi. Đồ em bò dụ của kìa. Em ngon hơn đây anh ơi. Ngon lắm bò ơi. Đấy. Lúa mì của tao hơi bị ngon luôn á. Về đây tao cho mày một căn nhà xịn sò nhà cấp 4 luôn. Nhà gỗ của chuẩn bị xét đánh. Xét đánh cháy nhà. Ủa có vô đó nữa hả? Vô đây, vô đây mấy em. Về đây với anh. Về đây anh cho một cuộc sống an nhàn nè. Để nó đi em, theo anh. Phải chướng. Bò lạc. Của em quá ngon anh ơi. Lúa mì của em ngon hơn hay sao ấy? Lúa mì của anh quý có kè. Rồi nó kéo nhau đi em quý luôn rồi. Có kè. Có kè anh ơi. Nào, theo anh, theo anh. Mấy em ơi. Đi đây, nhanh lên. Come on baby mấy em ơi. Bên đây nè, bên đây nè, nhà mình bên đây. Ủa? Đi nhà đó con leo. Anh dắt vô nhà leo à. Vô đó hiểu đó, nó chữ hú quắc. Sao bỏ đi hết rồi mấy em? Ngon mà. Hết kè. Đâu đó nó gặp nhà leo tao sợ anh ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đây. Có 4 con mà dắt giả thiệt chứ. Lên đây mấy em. 4 con ơi. Này là lên 40 con đó quý. Như ghê rồi à. 40 con lên 400 con. Vô đây, vô đây. Vô đây. Đây anh mở cửa cho em vô nè. Hay chắc anh chặt nó luôn á. Rồi thì hồi sau nó ra sao? Rồi đó vô đây, vô đây. Vô đây vô mấy em ơi. Rồi mỗi đứa cái giường ngủ nha. Rồi đút cho nó ăn, đút cho nó ăn quý. Ăn gì anh, cho nó ăn gì? À cho nó ăn lúa mì luôn đúng không? Đây rồi. Rồi. Có 2 cái giường rồi nha. 2 con ngủ kìa, giường kìa, nha. Kìa. Ôi. Nó đẻ ra kìa, nó đẻ ra kìa. Đẻ cái con bò nhỏ nè. Vãi chừng. Đóng cửa đi anh ơi, để nó ra đây. À, nhưng mà hình như là trong này của mình lót gỗ lên. Lót gỗ đâu có cỏ cho nó ăn. Giờ phải về đút nó hoài vậy đó hả? Ủa mà có nó có cần ăn cỏ không ta? Con bò phải ăn cỏ chứ anh. À, qua trong này anh không biết là có cần để cỏ không á.
Thôi nó đi thêm hoài á, em giục ra cho nó tự cầm nó ăn đi. Đúng nó lần thôi, đúng nó lần thôi. Nè em đút nó ăn nãy giờ. Đút đút no một lần vậy thôi à, chờ nào hai con quỷ này lớn lên nó mới ăn được nữa là nó đẻ nữa. Dạ. Phái, đút ngon quá phái đi theo hoài. Trời ơi, đam mê. Để giường nó ngủ anh. Thằng bò nào ngủ giường này. Thằng bò con cho nó ngủ giường cho nó ấm áp. Còn nửa tiếng suy nghĩ tôi mới dặn cho được. Ủa cái gì mà búp kèn dưới ta? Phan 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 đợi anh tí. Có đá chưa bảo? Nó mời đi ra coi. Mới xây được cái nền nhà mà xong ra được cái nhà. Rồi đi vô được rồi đó anh Phương ơi. Vậy em xây cầu thang nãy hơn. À, lên đi anh. Đâu, không chuyên nghiệp chứ giờ. Nè, tao xây cầu thang này nè. Cầu thang nào nữa? Cầu thang đi từng bước á hả? Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, không biết mà mày đặt. Rồi leo lên thử đây, trong này nè, đi vô trong này được rồi anh. Leo đi lên. Rồi đi xuống đây anh, đi xuống đây để tham quan nó nè. Xuống đây tham quan nó. Nhảy xuống anh, nhảy xuống. Kệ đi anh, để đó để cho người ta đi anh. Không, mình để ra nè, mình nhìn xuống cho nó đẹp á, mình đi xuống đó mình làm mê gì. Đâu có, xuống đây mình ngắm bò cận cảnh anh. Có đường lên nữa, yên tâm. Em thiết kế đường lên nữa. Xuống đây đi, đừng lo. Rồi, xuống đây. Nè, muốn lên bên này anh. Mày bỏ leo, nó leo cầu thang lên kìa. Đâu có, em đẩy nó lên đó, sao mà lên được. Đó, thấy chưa, chuồng bò có cầu thang đi các kiểu. Rồi, anh Phương biết làm cầu thang rồi nè. Ê, con bò nó leo lên kìa, anh Phương. Con bò lên trên rồi, ôi, đưa nó xuống. Trời đất ơi, dẫn nó vô. Nào, come on baby. Ôi, chết rồi, bò vô rồi. Bò leo cầu thang được. Được mà. Bò leo cầu thang được hả? Ờ, nó bò nó leo lên cầu thang được nữa. Leo lên cầu thang của anh nè. Vãi chứ. Vô đây mấy con bò. Đóng cửa. Rồi. Nè, em cắt một cái cầu thang rồi, không biết có leo được không nữa. Ôi, xây cái cầu đẹp quá giờ. Ờ, cầu đẹp vãi nọ vậy. Tại sao bên này kỳ vậy? Chưa xong mà. Đó, đẹp chưa? Đây có cầu thang nè anh, để leo lên nè. Ao. Gì hả? Nó như cầu á. Ừ, anh không có tuổi thơ sao? Đi tắm xong rồi phải leo lên mấy cái trụ cầu này để nhảy xuống anh. Trụ cầu. Ta đâu có gần coi gắn gì đâu, đây là ta leo lên lan can là ta quất luôn rồi. Rồi phải leo lên cho nó cao lên. Rồi, tắm xong thôi. 1, 2, 3, tùm. Mát quá anh ơi. Ui, yêu quái tới. Yêu quái tới, ngủ giấc. Bắt cầu cho yêu quái qua. Đi bắt heo quý ơi. Ok anh ơi, đi thôi. Nhưng mà cho nó về ở chung với con bò luôn hả? Không, mình về mình xây cho nó cái chuồng. Nhưng mà chưa có chuồng sao đem về? Cái vụ nó gì gần nhà đi. Có cù nè. Cù vụ bằng gì ta? Cù vụ bằng lúa. À lúa. Nè lúa nè quý ơi. Có một con sao vụ? Cái vụ con ấy. Con được không? Hai con nó mới đẻ chứ. Vụ con chứ, vụ hai con. Kiếm thêm con nữa. Dạ đây có mới có con. Đi bán cù ơi. Mình đi kiếm mấy heo. Có thế này mẩm nó em chạy cho nó lẹ không? Nó đi lâu phải rồi. Đi theo đây. Anh mày. Ui, con heo nó kiểu mà nó đi dưới đất chứ. Ê, nên anh cho nó ăn miếng nó đi nhanh hơn anh ơi. Bảo. Hả? Không, em cho nó ăn là nó nghỉ đi luôn á. Không, nó đi, nó vẫn đi. Nhưng mà nó đi nhanh hơn á. Em đang cho con cù nó ăn, nó đi nhanh nè. Ờ. Ê, có con heo nè. Đúng rồi, dụ nó về đi. Kéo nó về đi. Con nãy đó. Nãy 5 con mà anh kéo 4 con à. Nào heo. Mày bị thất lạc đòn mày đúng không? Đi theo tao, tao sẽ cho mày về. Ủa em xây cái chuồng cũ nhà hả chưa? Đúng rồi anh ơi. Cho heo vô đó luôn đi anh. Chuồng ba lớn đó sao đủ? Sao không đủ? Nào nó lớn thì mình giết thôi. Ê có con ngựa nữa nè, một đống ngựa luôn rồi nè. Vũ ngựa không? Ngựa không bắt được đâu. Đây, heo về tới anh ơi. À, tính ra tạm thời cho nó xuống cái lỗ này luôn nè quý. Ờ kìa. Tự nhiên mới đem về cho nó xuống lỗ rồi. Vô đây mấy chú heo ơi. À, vô đây nè. Đưa mấy heo đó vô đây anh ơi. Này chuồng này mới về mới xịn nè quý ơi.
Con em đi lạc xe cạch. Nó khôn thế nhờ. Trời ơi, khôn chưa. Họ cũ ra luôn. Qua đây. Chó, đừng cho con cù xuống nha. Nè, heo. Đi theo, sao con cù xuống đây luôn rồi. Đạp nó xuống quý. Đạp sao? Đạp heo kìa, sao đạp cù xuống? Ai biết đâu. Vô chừng nó chết luôn đó. À dạ. Quýnh nó sợ quá rồi đây. Con này nó giận mình rồi anh Phương ơi, nó không chịu nghe lời mình rồi. Cái gì vậy? Ủa? Anh Phương ở dưới heo hả? À? Anh ở dưới heo anh Phương. Yeah, anh Phương cho heo bú hay gì đâu các thứ dưới kìa. Đây là, anh sẽ làm một cái chuồng heo ở dưới thùng đất. Vẫn chưa xong cái chuồng heo anh à. Thầy ơi. Đạp nó xuống quý. Công trình gì mà kỳ vậy. Rồi. Ôi, nó đem một đống heo luôn rồi. Rồi. Rồi anh Phương quyết định đã làm cái cục chuông luôn rồi. Từ từ anh, còn con nữa anh. Rồi đưa nó xuống. Đẹp chưa? Từ từ anh khép nhỏ vậy. Cho nó xuống lỗ này hả? Đúng rồi. Đó, dụ nó xuống đây. Kỳ vậy? Thì quýnh cái là à, chết rồi. Dụ nó xuống xây cái cửa đi mấy đứa. Chết rồi anh ơi. Như vậy là ngày hôm nay là mình với anh Phương cũng đã hoàn thành được một ngày làm nông dân các bạn à. Anh Phương có những cái công trình nào anh Phương? Này cái chuồng bò này, nhà tổ ở đây mình à. Nhà tổ xây. Nhà tổ của quý xây là. Mình xây xong giờ thành bò. Cái chuồng bò luôn các bạn. Và tiếp ngoài kia các bạn có thể thấy là có một cái giường. Cái giường lúa các bạn của mình với anh Phương trồng ở giữa cái sông nè. Bên này thì có một cái chuồng heo của anh Phương. Đó, chuồng heo mà xịn sò có lắp kính rồi các thứ. Một cái cầu các bạn. Và một cái căn nhà bên kia thì Tiến sẽ xây sau nha các bạn. Hiện tại vẫn chưa xong nữa. Cậu dành kết thúc video tại đây thôi. Bye bye đi mọi người ơi. Goodbye mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Mai chiến tiếp. Mai chiến tiếp.